Rồi hôm nay mình sẽ làm chiếc xe Future Neo FI của em trai này, bản số 69 nha. Chủ xe kêu đừng có quay bản số với lại chủ xe thì ok thôi. Đó, thì xe này là có tiếng kêu. Thì sau khi anh hỏi Zalo rồi anh đổi thay với anh thay lồng rồi tùm lum hết à. Nhưng mà xe này là khả năng mình làm im được thì mình cứ làm thôi. Không biết có làm ở đâu lần nào chưa. Thì mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy rồi mình về làm xe này nha. Nè nghe nè. Ô, lên gà nó có tiếng tập tập đó anh em ơi. Rồi nha. Lên gà có tiếng cọc cọc quá anh em ơi. Nè để mình rồ ra cho anh em nghe nha. Trên nè, với lại toàn bộ nồi đồ lại luôn. Thì nếu mà có làm gì rồi thì chủ xe yêu cầu mình bỏ ra mình làm thôi. Chứ mình làm máy là mình sẽ làm lại tất tần tật luôn nha anh em. Đó. Thôi là phải do lại rồi đó. Mình coi qua nồi lại rồi mình sẽ nói chuyện với lại lúc mình rã xe ra mình sẽ nói chuyện với khách sau ha. Nổ gan tay nghe rất rõ nha. Rồi mình sẽ chạy thử nữa để coi nồi điếc đồ sao mình sẽ về làm xe này nha. Đó nồi bựa, nồi bị bựa anh em nghe. Sau khi tháo ra thì nồi này là có làm rồi dán bố cước nha. Thì chủ xe kêu mình kiểm tra tổng thể á. Thì chủ xe có làm nồi thôi, còn nồng rồi là chưa có làm vậy đó. Thì làm vé keo dữ quá. Rồi sau khi tháo ra thì cốt tải của chủ xe là mòn giống cái xe bữa mà mình lên cốt 3 đó. Thì chủ xe kêu mình thay cái cốt tải luôn. Đó. Xe FI nha. Rồi mình kiểm tra tổng thể làm cho chủ xe cho nó im luôn nha. Nay bị gì nữa chú mùi? Đâu có gì, kiểm tra làm sao. Rồi thì bố này là xài bố cước vàng vàng kỳ lắm anh em ơi. Ủa không, mình sẽ làm lại cho chủ xe luôn, vớt chuông nếu nó mỏng tăng mỏng teo à. Đó nè bố nồi không biết có bố diêm hay không thì mình sẽ nói có canh lá sắt rồi nha. Rồi mình sẽ kiểm tra lại cho chủ xe hết luôn á. Được không? Rồi vậy đi. Xe là lá sắt nó ăn có một điều nha anh em nè. Là có canh một lá à, có canh một lá này dày nè. Rồi nè, cứ để nó đi từ từ tính sau. Bố ra bả nè anh em ơi. Bố ra bả nè đi chưa? Đây nè. Đó ra bả quá trời á. Hả? Nè. Rồi rất là dơ ha. Rồi mình sẽ làm lại bộ nồi cho chủ xe luôn đó. Không? Rồi chuông thì là sẽ tán chuông mới đi bố ba càng FCC là được rồi. Rồi trái này là bị lấp rồi nha anh em. Rồi trái bị lấp rồi nha anh em. Rồi giờ là làm lồng lại luôn anh em ơi. Rồi làm xúc bắp rồi lại hết á. Xúc hộng phun kim phun. Rồi dên thì thay tay dên mã lai với lại bà đạn dên SKF nha. Sau khi mình tháo ra thì trái bê tông này có 3 nha anh em. Là trước nè. Là có thể là thay cho chủ xe cái bơm nhớt luôn đó. Đó. Chứ là làm kiểu này nguy hiểm lắm. Đó. Cốt số này bị mòn dữ cái xe bữa đó nè. Đây mình sẽ thay cái cốt số này nha, thay lại cho Ronin nó ngon nha. Rồi dên kêu rồi nha anh em. Rồi gõ nè. Rồi dên kêu luôn rồi đó.
Nói chung là xe này lỗi rồi đó. Rồi. Rồi. Rồi là thay tay dên nha, khác nha, thay tay dên mã lai. Rồi đi lại bà đạn dên SKF. Không không. Không ạ. Xong hồi mà tư vấn với khách thì khách sẽ thay bộ bà đạn máy là gồm nè, bà đạn số với lại bà đạn gói trục lốc nồi SKF nha. Còn bà đạn cam thì mình thay cô vô thôi. Nha. Xúc bắt đồ lại luôn anh em ơi. Rồi xe của em trai này là mình đã tán chuông khác nè. Thấy không? Rồi giờ tán chuông khác vô với lại vô bố ba càng mới nè. Nãy nó dán bố xước bố gì đâu anh em ơi. Nha. Rồi ok nha. Xong rồi anh em ơi. Bà đạn cam mình thay bà đạn cam cô vô thôi. À, cái bà đạn cam nó bằng bà đạn dên nha, bắt cái bà đạn dên nữa đó. 69 là nó bắt rồi nha anh em, cho nên là mình thay cô vô thôi được rồi ha. Rồi, tiết kiệm chi phí cho chủ xe tại vì cũng mắc quá cho nên mình không có mua thôi, mình không có lấy về để bán thôi. Thôi ha. Thay bà đạn dên là thay bà đạn dên SKF nha anh em. Hộp số là 6201 nè, một cái nè. Hai cái 6203 nè. Hai cái 6203 nha anh em. Đó. Rồi một cái 6001 không có mặt bích nè. 6001 không có mặt bích nè. Rồi một cái có mặt bích là nằm trong lốc nồi nè anh em, nằm trong cái lốc gối chục đầu dên đó. Nha. Yeah. Bố nồi sau mình sẽ thay bố FCC thôi, cần gì nhiều. Nha. Yeah. Theo chủ xe này thì yêu cầu mình thay nồng KVL nè anh em, nồng zin nha. Fuel channel zin. Đó. Đây nha anh em. Đây một cái lồng. Đây nha anh em nè, FI nè, có lỗ cảm biến nhiệt độ nè. Đó. KBH nè anh em. Ha. Ok. Lồng mới. Rồi một bộ rít, một bộ rít nha. AEK. Một bộ AEK nè, KBH. Cái lại một trái bích tông. KBH 881. Thấy không? Rồi nè, có này là có đen đen luôn nè anh em ơi, có cái bớt luôn nè, hoặc có hai bớt nè. Rồi nha. Rồi giờ mình sẽ vô bạc rồi nha. Vô lại. Dên cũng làm về nè, bây giờ mình cảo dên vô đúng phương pháp nha, bà đạn dên SKF hết nha. Đó. Rồi, ok, tay với ắc đồ là thay hết rồi, là thay tay cho anh em. Thay tay Malaysia. Rồi tay Malaysia nè. Thấy không? Rồi nha. Ơi thì sau khi mà vô là mình thay hết bà đạn số SKF rồi nha, bà đạn dên SKF nha, quay nhẹ lắm anh em ơi. Rồi thời gian có hạn nên mình không có quay cảo dên vô nha. Rồi nha, vô nha anh em, quay nhẹ hiều anh em ơi. Rồi sau khi xong thì đang vô lồng nha anh em, thì thay cộng sinh cam DD nha, đi ID. Vô lại thôi, nồng mới luôn anh em ơi. Thì bây giờ là vô nồi lại nha, thì nồi mình thay bố nồi rồi với lại tháp chuông rồi hết rồi anh em ơi, vô lại thôi. Rồi nha, đầu rồi vô hết rồi nè. Rồi thay sinh cam, thay bạc đạn máy. Rồi sau khi xong rồi để mình nổ máy cái nha anh em ơi. Rồi im luôn nha. Đó. Nè nè nè. Mở đèn lại, mở đèn lại. Nè. Bô lại đi, có video hoàng hoàng nè. Bô lại lên ga luôn mày. Lên ga đây. Mà thả bô đây. Nghe tiếng mặt hại không vậy? Nghe tiếng bô không rồi nha anh em. Nghe tiếng bô của mình lên ga. Lên ga cái nữa nha anh em. Rồi để chạy về căn chỉnh đồ lại cho nó giả cò nhẹ, cái đó là mình sẽ gắn vô chủ xe về nha. Chủ xe là vô ở Bình Dương thì là nhá.
Sau khi xong thì xe êm nha anh em, nhưng mà có một cái là để mình chạy đi cho bít tông rồi nó nhẹ, để chủ xe về rô đai ít lại nha anh em, cho nó giãn nở rồi mình còn chỉnh cò rồi lại nữa. Năm nay là trời nắng tốt lắm anh em, mấy bữa là mình làm mấy xe chơi trời mưa dữ lắm, hôm nay còn bão.